Hello, xin chào tất cả anh em. Là em Huệ, shop linh kiện tháo máy. Video hôm nay thì em lại có rất là nhiều sản phẩm linh kiện hàng tháo máy công nghiệp xin phép được chào bán cho anh em nhé. Anh em để ý nhá, ở trên góc màn hình có cái dòng chữ ấy, em luôn để ở bên trên, đó là tối 20 giờ chủ nhật hàng tuần sẽ có chương trình quay số may mắn cho anh em nhé. 20 giờ chủ nhật hàng tuần sẽ có chương trình quay số may mắn trúng thưởng cho anh em đã mua hàng trong tuần nhé. Trong tuần thôi anh em nhé. Đấy. Và anh em lưu ý giúp em ấy là khi mà nhận hàng, anh em quay giúp em cái video khui hàng, hoặc là anh em có thể được test hàng nhé. Anh em có thể được test hàng khi mà mở gói hàng anh em nhé. Thế nên mà anh em quay lại cái video giúp em, để có cái vấn đề gì hư hỏng hoặc là lỗi thì bên em sẽ đổi trả, hoặc là yêu cầu bên vận chuyển họ sẽ đền bù. Đấy. Rồi, mà hôm nay thì em có cánh cửa này, khay inox này, có bơm, có quạt cho anh em nhé. Đấy, có nguồn adapter này. Đấy, đồng hồ Acura này, đèn báo AD này, motor giảm tốc này. Đấy, vài cái khay ở đây thì em có khay inox này, có 5 châm điện này. Dây cu loa này. Đấy, dây đai nhé, dây có cái cần lực của Nhật này, cái này là cái giống như cái cờ lê lực ấy. Đấy, có lọc khí này, van khóa này, và rất là nhiều những cái linh kiện độ chế khác cho anh em nhé. Rồi, đầu tiên ngày hôm nay đó là những bộ lọc này. Ở đây thì em có lọc nước anh em nhé. Đây là một cái bình lọc. Bình lọc đựng nguồn nước đầu vào nhé. Anh em về sử dụng lọc nước đầu vào này. Chất liệu được làm bằng inox nhé. Và có đế này. Có cái đế inox để treo nhé. Ở đây anh em bắt hai con ốc, còn đây là treo ok anh em nhé. Đấy. Mà X1 này sẽ có giá là 780.000 đồng một bình này, và tặng kèm một cái lõi lọc, tặng kèm một cái lõi lọc cho anh em nhé. Đấy. Kích thước chiều dài, đó là tính cả bát nhé, tính cả cái phần bát gắn này này, nó sẽ lên là 42 cm nhé. 42 cm. Đấy, đường kính cái bình nó sẽ là 9 cm nhé. Đây, đang còn nước bên trong này anh em này. Đấy, đang còn nước chảy ra nha anh em nhé. Có cái một cái van ở đây, van inox ở đây để anh em có thể xả này. Anh em có thể xả xem, biết được xem là nó có cặn có bẩn hay không. Nếu cặn bẩn thì anh em thay lọc, còn không thì anh em lại vẫn chưa tiếp tục sử dụng nhé. Mà X1 này giá là 780.000 đồng, tặng kèm cho anh em một lõi lọc nhé. Tiếp theo là mã X2 này, có giá là 70.000 đồng hai cái đây. Nước nó vừa từ cái bình nó rơi ra nhá. 70.000 đồng hai cái khay như thế này. Khay này xung quanh, viền xung quanh được làm bằng inox, và bên trong đây là có mica nhá. Dài là 18,5 này, rộng là 6,7 này, và độ dày là 4 cm. Chiều cao nó là 4 cm nhá. Mà X2 sẽ có giá là 70.000 đồng hai cái này. Tiếp theo là mã X3 này sẽ có giá là 450.000 đồng. Đấy. Ở đây thì em có một cái con lọc, nhưng mà em cũng chưa biết là nó là cái lọc gì. Đấy. Em chưa biết là nó là cái lọc gì đây. Có cái đồng hồ áp suất này, 11 cân nhá. 11 cân có nghĩa là 1 MPa đấy. Ở đây có một cái van này, như kiểu là van an toàn hay van gì ở đây này, van đóng mỡ. Đấy, thêm một cái van nữa nhá. Đấy. Đây, em cũng không biết là nó dùng để lọc gì cả. Bán 450.000 đồng cho anh em nhé. Mã X3 nhé. Mã X3 có đồng hồ này, có cái van này. Đây, thêm một cái van nữa nhé. Đầu vào là ống nối mềm 12 anh em nhé. 12. Đầu ra thì đây, có cái đế bắt ở đây luôn nhé. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo ở đây là mã X4 này, sẽ có giá là 290.000 đồng. 290.000 đồng một cái xi lanh điện này.
Chi nhánh điện thì bên em có tặng kèm cho anh em một cái công tắc đảo chiều nhá. Công tắc đảo chiều này anh em cấp nguồn điện vào và để sử dụng thôi. Về nhá. Ở đây thì có hai dây này, đỏ đen thì anh em cấp điện là DC này, 24V nhá, DC 24V vào vị trí này. Và hai cái dây còn lại, dây hai dây màu trắng thì anh em sẽ cấp vào cái dây nguồn này của dây nguồn của động cơ này. Đấy, động cơ này thì là 29, 24 hoặc 29V đều được nhé. Công suất của nó là 50W. Đấy, và load của nó là cái tải của nó là được 100kg nhé. Tải của nó được 100kg anh em nhé. Đấy, và khi chạy hết hành trình thì nó tự dừng nhé. Anh em khi chạy hết hành trình thì nó tự dừng đây. Nó là cái vít me nhé, anh em nhìn thấy không? Đây, bên trong nó là vít me bằng sắt, bằng thép nhé, bằng vít me nhé, bằng vít nhé, trục vít nhé. Đấy. Đó, thế nên mà nó rất là cứng, nó chạy bằng trục vít anh em nhé. Đây, anh em nhìn thấy này. Đấy. Đấy, nó là động cơ DC, anh em có thể dùng ắc quy hoặc là dùng adapter, chứ miễn là xuất ra được điện một chiều 24V thì là nó sẽ sử dụng được anh em nhé. Kích thước chiều dài tổng thể của nó sẽ là 34 này. Hành trình đi được của nó thì sẽ khoảng là 15cm nhé. Hành trình đi được thì khoảng 15cm. Còn đường kính motor ở đây sẽ là 5,5cm này. Motor khá là to nhé anh em nhé. Đấy, hàng của Hàn Quốc sản xuất đấy. Giá là 290.000 đồng một bộ kèm cả công tắc đảo chiều nhé. Về anh em đấu nối rất đơn giản, anh em bấm chiều lên thì nó chạy lên mà quay xuống thì nó chạy xuống thôi. Đấy, có cả công tắc đảo chiều cho anh em nhé. Mã X4 290.000 đồng anh em nhé. Tiếp theo là mã X5 sẽ có giá là 380.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em có những cặp ray Samix THK nhé. Chiều dài của nó là 40cm này. Chiều dài 40cm. Ray bản 20 nhé. Ray bản 20 2cm này. Ray bản 20 và độ dày của ray là 15mm 1,5cm nhé. Đấy, giá là 380.000 đồng một cặp nhé. Ray hơi han một chút ở đây nhé. Nó hơi xịn màu như thế này này. Đấy, mã X5 380.000 đồng một cặp. Là hai cái thanh. Tiếp theo ở đây là mã X6 này, sẽ có giá là 160.000 đồng một cặp nhé. Đấy, ở đây thì ray bản 15 và dài của nó là 30 anh em nhé. Dài 30cm, ray bản 15, dài 30. Ray này là ray vuông 15 anh em nhé. Dài 30cm, giá là 160.000 đồng một cặp này. Tiếp theo là mã X7 cũng 160.000 đồng một cặp này. Đấy, cũng ray bản 15 nhưng mà dày của nó chỉ dày 13mm thôi. Đấy, tổng chiều dài là 28cm, giá cũng là 160.000 đồng một cặp. 160.000 đồng một cặp hai thanh nhé. Đấy, mã X7 160.000 đồng hai thanh. Tiếp theo ở đây là mã X8 này, sẽ có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng 4 miếng nhôm như thế này này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 18,8cm này. Chiều rộng là 7,5 và độ dày là 6mm anh em nhé. Độ dày của nó là 6mm đây. Một mặt thì là khá đẹp, còn mặt này này nó bo cong nhé. Nó bo cong một chút như thế này này. Đấy. Và có xước một chút ở cái mặt này. Đấy. Mã X8 nhé, có giá là 100.000 đồng 4 miếng như thế này anh em. Đây là mã X10 mất rồi, thôi lên luôn. Mã X10 anh em nhé, có giá là 120.000 đồng. Ở đây thì em có những cái tấm nhôm và thanh nhôm cho anh em chế cháo này. Kích thước chiều dài là 47,5 nhé, 47,4cm nhé. 47,4cm. Chiều rộng là 9cm. Rộng là 9cm anh em nhé. Và độ dày là 1,2cm. Mã X10 có giá là 120.000 đồng một tấm hoặc một thanh như thế này. Tiếp theo là mã X9 này, có giá là 90.000 đồng.
90.000 đồng hai tấm nhôm phôi nhá, nhôm này là nhôm phôi, thế nên mà nó đang có bọc bóng hai đầu anh em nhé. Đấy. Kích thước chiều dài của nó là 46 cm nhé, chiều rộng ở đây là 16,3 này, độ dày là 1,5 mm, độ dày của tấm nhôm này là 1,5 mm nhé. Đấy, những cái tấm nhôm này thì anh em về làm những cái hộp này, anh em uốn những cái hộp, dập những cái hộp này, và hay dập những cái bảng nút nhấn này, và dập những cái bảng tên biển ấy. Khi mà anh em trong nhà máy họ thường cắt những cái tấm này này, làm những cái bảng tên thông tin thiết bị, ví dụ là họ tên hoặc là thiết bị thông số ở trên đây nhé, họ sẽ khắc CNC hoặc là khắc laser lên đây. Đấy, mã X9 90.000 đồng hai tấm nhá, hai tấm nhôm phôi nhá. Tiếp theo ở đây mã X11 này, có giá là 400.000 đồng một bộ bốn bánh xe Footmaster nhá. Đấy, Footmaster của Hàn Quốc anh em nhé. Kích thước chiều cao của nó sẽ là 10,5 cm này, từ mặt bích đến mặt bánh xe nhé. Mặt bên trên bích gắn là có kích thước là vuông 9 cm này, vuông 9 cm anh em nhé. Đấy, mã X4 có giá là 100.000 đồng 4 cái nhé, có vị trí tăng chỉnh ở đây nhé. 100.000 đồng 4 cái nhé, 400.000 đồng 4 cái xin lỗi nhé, mã X11 nhé. Tiếp theo là mã X12 nhé, sẽ có giá là 300.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Đấy, bánh xe thì cũng có Hàn Quốc sản xuất nhé. Đấy, bánh xe này thì có chiều cao bánh là 9,5 cm nhé, 9,5 cm. Cái mặt bên trên có kích thước là 7 x 6 này. Đấy, mặt này thì nó được làm bằng inox nhé, cái này cũng được làm bằng inox này. Đấy, kích thước bánh này, đường kính bánh là 75 nhé, và bề rộng bánh là 27 này, nó ghi ở đây này, 75 x 27 ghi ở đây này, có tên thương hiệu đều dụ ở đây nhé. Đấy, bánh hoạt động ok anh em nhé. Mã X12 có giá là 300.000 đồng một bộ 4 bánh nhé, cái này được làm bằng inox nhé. Tiếp theo là mã X13 này, sẽ có giá là 110.000 đồng một chân, chân bằng inox anh em nhé. Chân này bằng inox, đế có chiều dài của nó sẽ là 23,3 này, chiều rộng là 4 cm này, và độ dày của cái thanh inox này này nó sẽ là 1 nhé, và chiều cao tổng thể của cái chân này là sẽ là 9 cm anh em nhé. Đấy, một chân như thế này được hàn lại anh em nhé, giá là 110.000 đồng một chân nhé, 110.000 đồng một chân như thế này. Chân inox anh em có thể để ngoài trời thoải mãi nhé. Mã X13 110.000 đồng một chân cho nha. Tiếp theo là mã X14 có giá là 220.000 đồng một chân này. Đấy, ở đây thì em có những cái chân thép và có chiều cao là 19 cm nhé, 19 cm. Một mặt của nó sẽ là 24 x 11 này, và là 21 x 12 này, mặt này là 21 x 12 em nhé. Đấy, giá là 220.000 đồng một chân nhé. Đấy, anh em có thể để mặt nào xuống dưới cũng được, nó vẫn đứng được bình thường nhé. 220.000 đồng một chân này. Số lượng em còn khoảng 5-6 chân thôi nhé, những cái loại chân này em còn 5-6 chân thôi. Mã X14 220.000 đồng một chân cho nha. Tiếp theo ở đây là mã X15 này. Mã X15 thì sẽ có giá là 60.000 đồng một cái trục trượt cho anh em nhé. Đây. Trục trượt thì có chiều dài là 37 cm nhé, và đường kính trục là 10, em đo bằng thước kẹp cho nó chuẩn anh em nhé, là 16 mm nhé. Đấy, đường kính là 16 mm, hai đầu thì có lỗ tarogen này. Đấy, đây là con trượt anh em nhé, anh em sẽ gắn vào để trượt. Mã X15 60.000 đồng một con trượt này. Đấy, tiếp theo là mã X16 nhá. Ở đây thì em có những cái vòng bi này, ở đây sẽ có hai vòng bi, một bên này và bên này. Đấy, có một cái đế nhựa nhá, đế này là đế bằng nhựa anh em nhá. Đấy, đường kính vòng bi này, đường kính vòng bi nó sẽ là 27 mm này, bề rộng vòng bi sẽ là 2 cm này. Đấy, cái trục của nó sẽ là 1 cm nhá, đường kính là 1 cm 10 mm này.
nó sẽ kèm thêm một cái đế nhựa này. Anh em sẽ để lên đây nhá. Đấy. Đấy, cái đế nhựa này này anh em phải để lên trên cao một chút nhá, tại vì cái này nó phẳng luôn với nó này, nó vẫn chạm anh em nhé, nó vẫn chạm một tí ở đây nhé. Thế nên anh em muốn làm cho những cái đồ trượt hoặc cái gì đó thì anh em phải để cao lên một chút, con này nó phải có thể tì đè với lại là quay tự do được nhé. Đấy, rất là đẹp, 15.000 hai cái thôi, 15.000 hai cái như thế này. À, mình đi mua cái vòng bi với cái bạc đạn thì cũng khá lời rồi anh em nhé. Đấy, còn anh em về chế cháo được cái gì thì chế. Đấy, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, 15.000 hai cái như này, một đôi như thế này. Đó. Đây cái đế bằng nhựa anh em nhé. Mã X16 này có giá là 15.000 đồng hai cái nhé, 15.000 đồng hai cái như này. Tiếp theo là mã X17 này có giá 80.000 đồng 5 cái. Ở đây thì em có những cái kẹp này. Đây anh em nhìn thấy nhá, bằng nhôm nhá và có răng này. Anh em để một đồ ở đây này và anh em kẹp, anh em có thể vặn ngược lại được vì nó là hai đầu gen mà. Anh em có thể tháo đầu này ra vặn bằng đầu này vào được để cho nó đẩy xuống vào đây kẹp đồ. Nhưng mà cái này là nó người ta làm kẹp không có thể di chuyển, thế nên mà nó chỉ có cái miệng của nó chỉ có 2 cm thôi nhá. 2 cm anh em kẹp những cái đồ nhỏ nhá. Còn cục này là cục nhôm nguyên khối nhá, kích thước của nó là vuông 4 cm toàn bộ nhá, vuông 4 cm. Đấy. Mã X17 có giá là 80.000 đồng 5 cái nhá. Ở đây thì sẽ có hai cái dài này. Hai cái dài như thế này nhá. Và ở đây là có ba cái có ngắn như thế này. Cái trục này vặn ngắn thôi nhá. Đấy. Mã X17 là 80.000 đồng 5 cái nhá. Tiếp theo là mã X18 sẽ có giá là 50.000 đồng, 50.000 đồng một cái chân trụ nhôm nguyên khối anh em nhé, chân trụ nhôm nguyên khối này, chiều cao của nó là 5,5 cm nhé, bên trên có kích thước là dài 8 và rộng 7,5 này, đấy, hình dáng nó như thế này nhé, đúc nguyên khối nha anh em nhé. Mã X18 có giá là 50.000 đồng một chân cho anh em nhé, 50.000 đồng một chân. Mã X18 này anh em về chế những cái chân máy này hoặc kê những cái chân thiết bị nhá. Đấy. Tiếp theo ở đây em có những cái van khóa inox 316 này. Đấy. Van khóa này chỉ có mình cái van khóa này là inox thôi nhá. Cái này hai cái đầu này nó đang là cái đầu nối của nó đang là đầu kẽm hay sao á. Hai cái đầu nối là đầu kẽm nhá, chỉ có mình cái van khóa này là bằng inox thôi nhá. Có mình cái van khóa này là bằng inox 316 rồi này. Đấy, 1/2 inch nhá, có nghĩa là gen 21 anh em nhá. 1/2 inch là gen 21, cái van này là inox 316 nhá, giá là 150.000 đồng một cái như thế này cho nha. Đây. Tay vặn như thế này nhé, hàng tháo máy của Hàn Quốc anh em nhé. Ui rất là nặng, có nghĩa là con này thì nó đang mở rất là ít nhé. Đấy. Ở trong nhà máy thì họ chỉ có mở một lần duy nhất này, mở một lần duy nhất và đóng một lần duy nhất, là khi mà đóng lại thì đã cho ra ngoài luôn. Đấy. Họ mở liên tục, năm này qua năm khác chỉ để mở thôi nhé. Còn đến khi nào mà máy dừng hoạt động mà chuyển ra ngoài thì là họ mới đóng lại. Đấy, con này nói chung là nó chỉ đóng 1 đến 2 lần duy nhất thôi là nó chuyển ra ngoài để thanh lý hủy máy móc nhá. Đấy, một cái khóa như này sẽ có giá là 150.000 đồng anh em nhé. Khóa inox 316 gen 2 đầu là gen 1/2 inch là gen 21. Mã X19 có giá là 150.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em có 5 cái này. Tiếp theo là mã X20 này sẽ có giá là 80.000 đồng, 80.000 đồng một cụm nhé. Đấy, ở đây thì em có những cái cụm dây nam châm này, cụm nam châm mini nhỏ nhỏ nhé, sử dụng điện DC 24V, cấp điện 24V vào thì nó sẽ hút 4 cục sẽ hút một lúc nhé. Đây vì đã đấu nối sao là một cái sợi dây như thế này rồi, 4 cục này sẽ hút một lúc. Kích thước của nó hơi nhỏ một chút nhé, chiều dài của nó sẽ là 2,5 này và đường kính là 1,6 cm, cục nam châm này nhá, họ thiết kế rất là bé, sử dụng điện DC 24V. Ở trong nhà máy ấy, họ sẽ làm 4 góc như thế này, họ để 4 góc đây, hai cái bên này nhá,
và hai cái bên này đây, họ chia dây ra luôn này. Đây, hai cái bên này và hai cái bên như thế này thì họ sẽ hút những cái phôi, hút những cái phôi thép mỏng. Đấy, hút những cái phôi thép mỏng anh em nhé, từ bên này xong đặt sang bên chỗ khác. Họ sẽ nhả điện cái là tấm phôi sẽ nhả khỏi cái mặt này, xong anh chuyển sang bên này dí xuống cấp điện cái là nó sẽ hút phôi lên. Đấy, họ làm tự động theo kiểu như thế nhá. Đấy. Đó, một bộ 4 cái như này sẽ có giá là 80.000 đồng, mã X20 anh em nhé. Mã X20 80.000 đồng một bộ 4 cái nhé. Tiếp theo ở đây là em có những cái giảm chấn này. Đấy. Giảm chấn cho anh em chế cháo thiết bị, giảm chấn thiết bị này. Đấy, cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần khoan một cái lỗ ở cửa này, cửa thép hoặc cửa sắt. Đấy. Và anh em vặn con giảm chấn này vào thôi. Khi mà va vô tường thì con này nó sẽ giảm được cái va chạm. Đấy, giảm được cái va chạm nhé. Đấy, giá là 30.000 đồng một cái thôi. 30.000 đồng một cái. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 9cm nhé. 9cm chiều dài này. Tính lên đầu nhọn này luôn nhé. Đấy. Và đường kính gen này, và đường kính gen của nó sẽ là 2cm nhé. Đấy, 20mm anh em nhé. Đấy. Mã X21 nhé, có giá là 30.000 đồng một cái giảm chấn này. Tiếp theo là mã X22 này, đang có những cái nam châm cửa nhé. Đấy, cái này là nam châm của cửa nhé. Đấy. Đấy, anh em nó thấy hút không? Nó sẽ hút lại những cái nam châm cửa nhé. Đấy, anh em có thể là về gắn những cái cửa mà nó có cái nam châm hút ấy, mà nó lâu ngày rồi và nó hư hỏng rồi, thì anh em có thể thay thế nhé. Con này thì sẽ có mấy lỗ để bắt ở đây này. Đấy. Giá là 10.000 đồng hai cái rồi. Những cái cục nam châm này giá là 10.000 đồng hai cục nhé. Bên trong nó sẽ là những cái cục nam châm vĩnh cửu anh em nhé. Bên trong sẽ là những cái cục nam châm vĩnh cửu. Mã X22 có giá là 10.000 đồng, 10.000 đồng hai cái nhé. Tiếp theo là mã X23 nhé, sẽ có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng một cái lọc khí này. Lọc khí SMC dạng mini anh em nhé, dạng nhỏ nhỏ này. Giá 50.000 đồng một cái nhé. SMC của Nhật sản xuất tại Trung Quốc nhé. Đấy, có cái van điều chỉnh này, cũng là hơi nhỏ nhỏ một chút này. Đấy, vẫn có tai bắt đầy đủ này. Có đồng hồ áp suất lên tận 1 MPa này. Ống đầu vào là ống 6mm nhé. Ống đầu vào và ống đầu ra là 6mm nhé. Đấy, có hướng chiều hướng mũi tên của khí đi này. Đấy, lọc khí này. Lọc khí ở bên trong nhé. Đấy, anh em nào hay sử dụng những cái máy nhỏ nhỏ như những cái máy ép màn hình hoặc là những cái máy hút chân không nhỏ nhỏ hay có những cái bộ lọc khí như này thì nó rất là sạch sẽ nhá. Đấy, mà X23 có giá là 50.000 đồng một cái nhé. 50.000 đồng một cái thôi. Tiếp theo ở đây thì em có những cái cần lực của Nhật anh em nhé, Made in Japan nhé. Đây, nó hơi bóng một chút nhé. Đây, có tem cũng ok của Made in Japan luôn này, chữ toàn chữ tiếng Nhật nhé. Đây, nó có cái là CL2NX8D này. Đây này, đây là cái điều chỉnh cần lực nhé. Anh em có thể vặn này. Đấy, vặn ở đây này, chữa đây, đây mới là vặn lực này. Đây anh em đang điều chỉnh lực này. Đây, điều chỉnh của cái kim đỏ đỏ này đang chạy lên này, anh em thấy không? Em đang vặn cái kim đỏ đỏ nó chạy lên đấy, chạy xuống này. Đấy. Anh em phải đợi một chút, rút nó có một cái khớp rút chỉ này. Đây đây, nó có cái mũi tên này này. Cái mũi tên này phải chạy vào cái mũi tên này này, xong anh em rút lên thì anh em mới điều chỉnh được lực nhá. Đấy. Đấy, điều chỉnh một lực này, khi mà anh em vặn này nó sẽ có cái tiếng tách tách. Đây anh em nhìn thấy nha, em đẩy tách tách này. Đấy. Đấy, nó là đủ lực khi mà mình điều chỉnh ở đây nhé. Đấy, còn cần của nó thì chỉ có như thế này thôi. Anh em về phải gắn những cái đầu riêng của nó ở đây này. Đấy, đây có chốt lò xo bật nhã này. Đấy, vẫn nghe đầy đủ tách 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 anh em nhé. Vẫn đủ lực nhé. Đấy, một cái cần lực tay vừa tay thôi. Rất là vừa tay nhé. Đấy, cái đầu cần lực này này, cái lỗ của nó sẽ là đường kính là 8mm nhé. Lỗ 8mm cho anh em về chế những cái, gắn những cái lỗ của những cái lưỡi cờ lê hoặc lưỡi gì đấy.
để gắn vào đây để dùng vặn cần lực anh em nhé. Giá là 350.000 đồng một cái, mà X24 hàng của Nhật Bản anh em nhé. Mà X24 hàng khá là đẹp. Đấy, lực thì vẫn còn ok anh em nhé. Tạch 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 tạch. Mà X24 350.000 đồng một cái nhé. Em có 2, 4, 6, 8 cái thôi. Tiếp theo là mã X25 này, ở đây thì em có những cái 5 châm cửa nhé, 5 châm điện hít cửa anh em nhé, giá là 300.000 đồng một cái nhé. Con này sử dụng điện 12V DC nhé, 12V DC Made in Korea này, 12V, kích thước chiều dài là 22 này, chiều rộng là 4,8 này, và độ dày là 3cm nhé. Mã X25 có giá là 300.000 đồng một cái 5 châm này, hít cửa được rất là nặng nhé, khoảng hơn 300kg nhé. Đấy, lực hít 300kg anh em nhé, hít cửa rất là mạnh luôn. Tiếp theo là mã X26 này. Mã X26 em có những cái dây đai cho những cái pulley nhé. Đây em có những cái dây đai này, dây này thì có cái mã của nó là 635-5M nhé, 635-5M. Đấy, bán rộng của nó là 1cm này, 1cm này. Đấy, đỉnh của hai răng ở đây là 5mm nhé. Đỉnh của hai cái răng này này, hai cái răng này là đỉnh 5mm anh em nhé. Đỉnh của hai cái răng của cái dây đai này, đấy là 5mm nhé. Đấy, và chiều dài của nó thì khoảng là, nếu mà gọn lại được như thế này thì nó sẽ là khoảng 30cm anh em nhé. Đây, khoảng 30, 29,5, nếu em đang kéo như thế này nhé, 29,5 khoảng là 30cm. Đấy, mã X26 này có giá là 30.000 đồng một cái nhé, 30.000 đồng một cái mã X26 nhé. Tiếp theo mã X27 có giá là 70.000 đồng một cái khay inox nhé, khay inox có cái tay cao su nhắn ở đây này. Đấy, kích thước rộng của nó sẽ là 12 này nhân 12,5 này, và chiều cao là 12 này. Đấy, nó gần như là vuông một chút anh em nhé. Mà X27 có giá là 70.000 đồng một cái này. Đấy, 70.000 đồng một cái khay này. Tiếp theo ở đây thì mã X28 anh em nhé. Mã X28 sẽ có giá là 350.000 đồng một cái motor giảm tốc của Hàn Quốc anh em nhé. Motor giảm tốc của Hàn Quốc này. Đấy, sử dụng điện 12V DC nhé. Sử dụng điện 12V DC. Đấy. Công suất của nó khá là nhỏ, thế nên mà anh em lưu ý nhé. Sử dụng được cả bình ắc quy và những cái adapter cực nhỏ. Được sử dụng và được lâu dài nhé. Vì công suất nó nhỏ thế nên mà nó sử dụng lâu dài. Đấy, nó lực kéo của nó lên tận 50kg cơ. Lực kéo của nó được 50kg, thế nên mà nó cũng khá là khỏe nhé. Một con người một mình nâng 50kg nó cũng hơi vất đấy, nhưng mà nó thì nâng được liên tục nhé, nó kéo được liên tục. Đấy, kích thước chiều dài toàn bộ này, em tính cả cái bát bằng sắt nhé, đấy nó sẽ là 21cm nhé. Đường kính của motor sẽ là 6cm nhé. Anh em về chế những con quay vịt cũng tốt nhé. 50kg vịt thì nó quay cũng ăn nhòe luôn anh em nhé. Đấy, điện DC thế nên mà anh em có thể đấu cho nó đảo chiều được. Anh em về là chế những cái motor quấn bạt này, motor quấn bạt hoặc là motor quay vịt có thể đảo chiều được anh em nhé. Rất là thoải mái. Điện DC anh em cấp vào 2 dây đèn đỏ thôi. Đấy, sử dụng điện 12V DC, quay rất là mượt. Đấy. Vòng quay của nó thì khoảng 6 vòng đến 1 phút nhé. 6 vòng đến 1 phút. Đấy. Mà X28 nhé, 350.000 đồng một cái nhé, 350.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã X29 cũng có giá là 350.000 đồng này. Đây cũng những con motor giảm tốc của Nhật anh em nhé. Motor giảm tốc của Nhật nhé. Nó công suất của nó là 10W này. Công suất là 10W, sử dụng điện 230V nhé. Đấy, dùng một con tụ 3 microfarad và tốc độ quay của nó là 750 vòng trên 1 phút nhé. 750 vòng trên 1 phút. Và hộp số giảm tốc của nó là 7,5 lần. Có nghĩa là nó sẽ quay được 100 vòng trên 1 phút nhé. 100 vòng trên 1 phút. Đấy. Có cái đế nhôm ở đây cho anh em gắn này, và có pulley sẵn này.
Chiều dài tổng thể là 15 cm nhé, và đường kính của nó là 8 cm anh em nhé, 8 cm. Tất cả thì là của Nhật Bản sản xuất nhé. Mã X29 có giá là 350.000 đồng một con motor như thế này. Tiếp theo ở đây là mã X30 nhé, sẽ có giá là 750.000 đồng. Ở đây thì em có những con motor của Nhật này, Made in Japan anh em này. Công suất của nó là 25W nhé, 25W, và có trục bằng inox này. Trục này bằng inox anh em nhé. Ở đây có trục bằng inox này. Hộp số của nó thì giảm 30 lần nhé. Tốc độ quay của nó là 1.200 vòng trên 1 phút, sử dụng điện 220V. Và nó giảm xuống 30 lần thì nó quay được khoảng 400 vòng trên 1 phút nhé. Đây, ở đây thì có kèm theo bộ điều khiển này, Orion Motor nhé. Bộ điều khiển này thì sản xuất tại Singapore nhé. Đấy, bộ điều khiển thì sản xuất tại Singapore. Ở đây thì có bộ điều khiển thì có thể test luôn cho anh em nhé. Đây, ở đây thì bấm chạy này, tắt này. Đấy, run ở trên này này, có đèn báo này. Khi anh em bấm này, nó sẽ quay này. Đây, em sẽ dán cái tờ giấy vào đây cho anh em dễ nhìn nhé. Dán cái tem này, X30 750.000 đồng nhé. X30 750.000 đồng một bộ nhé. Đây, em sẽ dán vào đây cho anh em dễ nhìn nhé. Đây, nó sẽ quay này. Đấy, đấy, nó sẽ quay được. Đó, tốc độ quay của nó nhé. Đây là nó đang còn bị cái trục này đang còn lỏng này, đây này. Trục về lỏng em đang còn giữ được nhá, anh em về phải dùng cái chốt để chốt lại nhá. Đấy. Rồi ok, giá là 750.000 đồng một bộ này nhá. Trục này thì làm bằng inox luôn anh em nhá. Mã X30 750.000 đồng một bộ motor này, có bộ điều khiển nhá. Tiếp theo ở đây là mã X31 này, có giá là 450.000 đồng một bộ. Ở đây thì em có những cái bộ có motor động cơ này. Motor này thì là 15W nhé, sử dụng điện từ 12 đến 90V DC nhé. 12 đến 90V DC, tốc độ quay của nó là 3.000 vòng trên 1 phút nhé. 3.000 vòng trên 1 phút, đấy. Sử dụng điện DC thì chỉ có hai cái dây đen đỏ thôi. Đấy, hai cái dây đen đỏ thôi anh em nhé. Và cái này này, anh em có thể về chế những cái máy trà nhám nhé. Rồi, anh em có thể xoay này, xoay ngang như thế này này. Xoay ngang như thế này thì để làm trà theo dạng dọc này. Đấy. Còn để nằm như thế này thì trà theo dạng ngang này. Đấy. Ở đây thì có chốt này. Đấy. Anh em có thể xoay nhé. Đấy. Rất là tiện luôn cho anh em. Đấy, anh em có thể xoay rất là nhiều hướng nhé. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là phần dài nhất sẽ là 16 này. Rộng là 13,5 và chiều cao nó là khoảng 14 cm nhé. Đấy. Khung được toàn bộ bằng nhôm anh em nhé. Đây, khung được làm toàn bộ bằng nhôm này. Đây, có tên của Hansoy này, công ty Hansoy nhé. Đấy. X31 450.000 đồng một cụm như thế này cho anh em nhé. Cụm motor SPG của Hàn Quốc đây anh em nhé. X31 450.000 đồng một cụm. Rồi, tiếp theo ở đây thì em có mã X32 này. Mã X32 sẽ có giá là 40.000 đồng. 40.000 đồng một con ad của hãng Eaton của Mỹ nhé. Hoặc ETN là hãng của Mỹ anh em nhé. Đấy. Công suất của nó là 10A nhé. 10A ad này là chỉ là ad thường thôi anh em nhé. Ad thường thôi. Ad quá chống quá tải thôi nhé. Đấy, ở đây thì nó có thể là sử dụng được cả là 96V DC này. Ở đây em thấy có ghi là 96V DC nhé. Có nghĩa là khả năng nó vẫn sử dụng được cả vôn của DC nhé. Đấy. Công suất là 10A anh em nhé. Hàng của Mỹ nhé. Eaton, ETN của Mỹ này. Đây, hãng của ETN này. Đây, hãng ETN anh em nhé. Hàng rất là đẹp. 10A có giá là 40.000 đồng một cái, mã X32 anh em nhé. Tiếp theo là mã X33 này. Con này thì 60.000 đồng một con anh em nhé, 60k này. 60k một cái này.
Con này thì 30A. 30A nhé. Và có thể sử dụng điện DC 65V nhé. Đây, nó sử dụng điện DC 65V 30A nhé. Sử dụng điện một chiều nhé. À, anh em về những anh em mà mùa hè mùa nắng này hay chế những cái bộ năng lượng mặt trời hoặc là chế cho những cái tấm pin nhé, an toàn cho tấm pin để tránh dòng cao ấy, thì anh em dùng những con AD 30A này, hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Diarac cái gì của Hàn Quốc này, cái tiếng toàn chữ Hàn Quốc ở đây thôi, em lại không đọc được. À, 65V anh em nhé, DC 65V nhé. Đấy, 60.000 đồng một con mà X33 anh em nhé. Đây, ở đây là hai con này là hai con rời nhá anh em nhá. Nó gắn liền lại và nó dán tem này. Đấy. Đấy. Cọc của nó là cọc ở bên dưới như thế này. Mã X33 60.000 đồng một con nhá. DC sử dụng điện DC 65V, AD một chiều nhá, AD DC anh em nhá. Tiếp theo là mã X34 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con nguồn. Con đèn điện DC 24V nhé anh em nhé. Đây, đèn sử dụng điện DC 24V, đèn báo 3 màu. Chiều dài của nó sẽ là 15,5 này và đường kính là 4,5 cm nhé. Đèn Qline của Hàn Quốc sử dụng điện DC 24V này anh em nhé. Qline của Hàn Quốc nhé. Ở đây thì em có nguồn DC em test luôn được cho anh em nhé. À, ở đây là có 5 dây này. Đấy, 3 dây màu xanh đỏ vàng thì tương ứng với 3 màu xanh đỏ vàng ở đèn nhé. Dây nâu là dây còi và dây đen là dây mát này. Đây, dây đen dây mát anh em đấu dây đen vào dây mát này. Đấy, dây vàng này thì đèn vàng nó sáng này. Đây nhá, dây vàng thì đèn vàng sáng anh em nhé. Đấy, bỏ dây vàng đi. Chuyển sang dây xanh này. Nó hơi vướng víu một chút anh em nhé. Chuyển sang dây xanh này. Đấy, thì đèn xanh sáng anh em nhé. Đấy. Tiếp tục sang dây đỏ này. Đấy, thì đèn đỏ sáng anh em nhé. Đấy, đây. Rồi, tiếp theo là chuyển sang dây nâu. Thì là còi kêu nhé anh em nhé. Đây. Đấy, nó chuyển sang dây nâu thì còi nó sẽ kêu anh em nhé. Đó. À, đèn này thì nó tích hợp đèn LED ở bên trong, thế nên mà nó chỉ đèn LED ở bên trong nên nó chỉ có một hiển thị một cái màu trắng ở đây thôi. Còn những cái loại mà đèn bình thường ấy, nó sẽ là có cái ba cái màu xanh đỏ vàng. Cái đèn cao bình thường nó sẽ có ba màu xanh đỏ vàng nhé. Đèn này thế hệ mới anh em nhé. Đấy, mình sử dụng điện DC 24V nhé, ăn dòng rất là nhỏ thôi. Chỉ cần một cái cục nguồn DC 24V bé bé nha, nó vẫn sáng và sử dụng được anh em nhé. Đấy, mà X34 có giá 150.000 đồng một cái nhé. 150.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp theo là mà X35 này. Em có những cái màn hình Acura Rotex nhé. Ở đây thì kèm cảm biến anh em nhé. Kèm cảm biến dòng này 60A nhé. Cảm biến này là 60A. Có thể sử dụng được điện 3 pha này, 3 pha 380 này, và sử dụng được điện 2 pha 220V này. Con đồng hồ quản lý điện năng thì nếu mà anh em sử dụng 3 pha đấy thì anh em có thể kiểm tra được này, công suất này, dòng điện này và điện năng tiêu thụ này và tổng số điện này. Và anh em có thể quản lý được là pha 1, pha 2, pha 3, pha nào đang mất pha được nhá. Vẫn biết được pha nào mất pha bằng cái con đồng hồ này anh em nhé. Rất là tiện dụng khi mà anh em sử dụng con đồng hồ này, vì anh em có thể quản lý được pha của nó, kiểm tra được xem là pha nào có điện, pha nào mất điện. Đấy. Đấy, bằng con cảm biến nhé, có đầy đủ dây nhợ đồng hồ nhé anh em nhé. Đấy, một bộ như thế này này, 60A nhé, dây điện này. Đấy, giá là 750.000 đồng mà X35 nhé. Mà X35 750.000 đồng, màn hình Acura kèm cảm biến, cầm dây điện đầy đủ cho anh em về chỉ việc sử dụng nhé. Mà X35 750.000 đồng một bộ nhé. Tiếp theo thì ở đây là mã X36 này. Em có những con nguồn tổ ong. Đấy, tổ ong của Hàn Quốc nhá. Cái này thì xuất cho thị trường Hàn Quốc nhưng mà công ty thì đặt lại Trung Quốc thôi nhá. Giống như nhân công ở Việt Nam rẻ thì người ta toàn đem công ty đến tạo công ăn việc làm cho mình ấy. Họ sẽ là có make in Việt Nam thôi.
Nhưng mà chất lượng của nó thì vẫn là tốt nha, vì công nghệ của nó đã sản xuất, mình chỉ việc lắp ráp thôi. Đấy, con này thì adapter 12V 10A nhá, cắm điện 220V vì nó xuất ra dòng 12V 10A cho anh em. Giá là 180.000 đồng mà X36 nhá. Tiếp theo là mã X37 này sẽ có giá là 650.000 đồng. 650.000 đồng một con nguồn MV kép nhá, Manuel. Đấy, Manuel của Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Đấy, điện đầu vào là 100 đến 240V và điện đầu ra là 24V 20A nhé. Con này thì cài ray trên tủ điện anh em nhé. Đấy, cài ray. Đấy, 24V 20A nhé, giá 650.000 đồng. Còn nguồn cài ray này. Tiếp theo ở đây thì em có những con quạt Ion này, mà X38 này có giá là 400.000 đồng nhá. 400.000 đồng một con quạt này. Đấy, quạt Ion này. Đấy. Ở đây thì con này thì nó bị thiếu cái lưới nhựa nhá. Con này nó thiếu lưới lưới nhựa anh em nhá. Vẫn có vệ sinh kim này, sử dụng điện DC 24V này. Anh em cấp một con nguồn 24V vào đây là sử dụng anh em nhá. Đấy. Đấy, mã SBL 15 Ion Blower, đầy đủ chân đế này. Đấy, mã X38 nhá, có giá là 400.000 đồng một con quạt như này cho anh em. 400.000 đồng mã X38. Tiếp theo là mã X39 này, sẽ có giá là 120.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái quạt Futech của Đài Loan nhá. Futech của Đài Loan. Đấy. Sao lại không. Ở đây thì bên em đã gắn mấy cái mặt vào đây, em không đọc được cái thông số. Đấy, nó sử dụng điện 220V và công suất là 17W anh em nhé. Anh em, không nhìn vào được cái thông số này cho anh em. Em không soi lại vào được. Nó là quạt Futech của Đài Loan và sử dụng điện 220V, công suất là 17W nhé anh em nhé. 17W. Quạt thì kích thước là 12 x 12 nhé, vuông 12 và độ dày là 4 cm. Đấy. Mà X39 nhé, có giá là 120.000 đồng một con quạt như này. Đấy, quạt rất là đẹp luôn cho anh em nhé. Tiếp theo là mã X40 anh em nhé. Mã X40 thì mã X40 có giá là 450.000 đồng một bộ nhé. 450.000 đồng một bộ. Ở đây thì em có những bộ quạt này, có điều khiển này. Bộ quạt có điều khiển nhé. Đấy, quạt thì là của Đức sản xuất nhé, Made in Germany này. Hàng Made in Germany anh em nhé. Công suất là 275W. 275. Cái miệng hút của nó ở đây này, ở giữa nhé. Và nó sẽ tỏa khí ra hai bên. Đấy, miệng hút ở giữa và tỏa khí ra hai bên anh em nhé. À, đây là cái miệng hút này, miệng miệng hút của nó thì sẽ có đường kính là 21 cm nhé, và đường kính tổng cánh là 32 này, và độ dày cánh này, chiều cao cánh này là 12 cm nhé. À, đầy đủ này, điều khiển và dây điện cho anh em nhé. 450.000 đồng một bộ, đầy đủ điều khiển và dây điện nhé. Hàng thì là bao sống nên mà khỏi phải test nữa cho anh em này. Hàng thì quá đơn giản là những con hàng bán hàng thì nó phải là sống sống anh em nhé. Đấy. Test thì nhiều khi là nó như thế này, nó khi mà em vừa quay, em vừa test thì nó hơi bất tiện một chút nhá. Dây nhợ nó hoàng hoàng, không may nó quấn vào thì nó hơi bất tiện. Đây nó đang đang chạy rồi. Đấy, bắt đầu quay nhé. Thôi, em chỉ test cho nó quay thôi, vì thực ra là nó là con quạt mà nó cũng khá là mát nhá. Đấy, chạy chạy cực êm luôn anh em nhé, chạy cực êm anh em nhé. Đó, mã X40 nhá, 450.000 đồng. 450.000 đồng con quạt này. Đấy, mã X40 cho anh em, quạt của Đức sản xuất anh em nhé, đầy đủ điều khiển và dây điện cho anh em nhé. Mã X40. Tiếp theo ở đây là mã X41 này. Em có một bộ quạt. Đấy, quạt này công suất là 370W nhé. Đã đấu sẵn điện 220V rồi. Đây có phích cắm ra cho anh em này, chỉ việc cắm nhé. Đã đấu sẵn phích cắm đúc ra cho anh em, chỉ việc cắm nhé. Còn quạt con này thì anh em có thể sử dụng được điện 3 pha. Nếu mà gia đình anh em có 3 pha, anh em có thể sử dụng điện 3 pha. Còn không thì em đang đấu sẵn 220V nhé. Anh em về với chỉ việc dùng 220V thôi. Đấy. Kích thước quạt chiều dài tổng thể này nó sẽ là 38 này,
chiều cao là 33 này và chiều rộng cũng là 26 cm nhé. Chiều rộng này là 26 cm nhé. Công suất là 370W anh em nhé. Đấy, con này thì motor rời này thì anh em có thể không chế quạt này, anh em tháo cái lồng quạt và cái cánh quạt ra, anh em gắn vào những cái thiết bị khác để sử dụng con motor này, ví dụ anh em kéo hoặc là anh em quấn các kiểu đó, hoặc là gắn dao vào anh em để cắt hoặc là thái các kiểu, rất là tiện dụng cho những con motor rời nhé. Mà X41 nhé, có giá là 1.600.000 đồng nhé, 1.600.000 đồng một con motor 370W này, anh em về có thể tháo rời ra để làm những việc khác anh em nhé. Tiếp theo là mã X42 này, con này là 1.650.000 đồng nhé. Con này thì là quạt hút thổi, quạt hút nó sẽ là cái khe này là khe hút nhé. Đấy. À, quạt này thì nó lại công suất lớn hơn là 750W nhé, 750W đấu sẵn điện 220V về cho anh em sử dụng nhé, đã đấu sẵn điện 220V về cho anh em sử dụng rồi, công suất là 750W, quạt thổi khá là mạnh nhé, quạt hút thổi khá là mạnh anh em nhé. Đấy, quạt thì nó gắn liền vào bên trong. Đấy, gắn liền vào bên trong mà anh em tháo ra vẫn có thể tháo rời motor ra được, nhưng mà khi tháo rời motor nó sẽ không có cái đế giống như con quạt này, nó không có cái đế giống như con quạt này, thế nên mà anh em tháo rời thì anh em lại phải chế một cái đế khác để nó sử dụng. Đấy, ở chiều cao quạt ở đây sẽ là 38 cm nhé, chiều dài cũng là 38 luôn, phần chiều dài và chiều cao như nhau nhé, và phần độ dày này, độ dày quạt ở đây nó chỉ là khoảng 20 cm thôi. Đấy, diện tích rất là nhỏ anh em nhé, có chân đế 4 lỗ 4 chân cho anh em nhé. Quạt này sự đấu sẵn 220V về là anh em sử dụng nhé, giá là 1.650.000 đồng, mã X42 anh em nhé. Con quạt thế này đây, anh em nhìn này, con quạt giống như cái hình dạng con ốc sên này. Đấy. Đấy, quạt giống hình dạng con ốc sên anh em nhé. Đấy, giá là 1.650.000 đồng, mã X42 anh em nhé. À, tiếp theo ở đây thì mã X48 anh em nhé. Đấy, mã X48 sẽ có giá là 1.750.000 đồng một con bơm này, rất là nặng nhé. Đấy, con bơm của Đài Loan anh em nhé, một con bơm của Đài Loan. Đấy, X48 nhé, 1.750.000 đồng. Con này thì công suất là 375W nhé. Đấy, 375W, cốt phi của nó là 0.81, trọng lượng của nó là 6.5 kg nhé, 6.5 kg. Đấy, tốc độ quay là 2.730 vòng trên 1 phút nhé, công suất là 370W cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể sử dụng được điện 220V hoặc là 380V. Em sẽ đấu sẵn 220V cho anh em sử dụng nhé, đấu sẵn 220V cho anh em sử dụng. Đây, bị cái bầu của nó là bầu inox nhé. Đấy, quạt con bơm này này, nó là con bơm đẩy anh em nhé, con bơm đẩy nhé. Đấy, con bơm đẩy hút thì vẫn hút được nhưng anh em phải mồi nước nhé, hút thì anh em phải mồi nước. Đấy, nó trên nhà máy thì họ có một cái bể ngang phẳng với nó, họ cái bể nó đã cấp nước vào đây rồi, đầy nước thì nó mới đẩy lên nhé. Đấy, còn nếu mà hút thì chắc chắn là chỉ phải mồi nước liên tục, mỗi lần chạy là phải mồi nước thì nó mới có cái lực lưu thông nước để kéo nước được, và lực đẩy của nó này. Đấy, nó sẽ tạo lên được lực đẩy anh em nhé. Đấy, cái tem lực đẩy ở đây nó bị han một chút rồi. Đấy, nên mà không xem được cái lực đẩy của nó. Thường thì nó sẽ đẩy cao ít nhất là 20m nhé, có nghĩa là anh em có thể đẩy lên được tầng 4 nhé, từ tầng 1 có thể đẩy lên được tầng 4. Đấy, ít nhất là nó sẽ đẩy được là 20m anh em nhé. Đấy, giá là 1.750.000 đồng mà X48 nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 39 cm này, và chiều cao ở đây sẽ là 21 cm này. Đấy, một con bơm này, bầu được làm bằng inox của Đài Loan anh em nhé, của Đài Loan sản xuất. Tiếp theo ở đây là mã X43 anh em nhé. Em có những cái khay hoặc là cái mặt cho anh em chế đồ, để đồ bằng inox này, giá là 200.000 đồng nhé. Đây, giá là 200.000 đồng một cái này. Đấy, kích thước chiều dài của nó là 83 cm anh em nhé, 83 cm này, 83.5 ấy, chiều rộng là 27.5 nhé, và nó bo cạnh lên là 2.5 cm nhé, 2.5 cm. Đấy, hàng thì mặt trên này
mặt trên này thì là nó có những cái vết kéo đi kéo đồ ấy, thì nó sẽ để ở trong nhà máy họ để những cái khay họ đẩy lên đẩy xuống thì những đây sẽ những cái vết nhá. Và cái này là cái vết móp cho vận chuyển nhá, vết móp cho vận chuyển anh em nhá. Cái này thì anh em về tận dụng để đồ, làm những cái khay cái giá để đồ anh em nhá. Đấy. Mã X43 200.000 đồng một cái khay này anh em nhé. Đấy, 200.000 đồng một cái mã X43 nhé. Tiếp theo là mã X44 này. Mã X44 có giá là 50.000 đồng một cái nhé. Đây, cái khay thuộc dạng inox như thế này, nhỏ nhỏ nhé. 50.000 đồng cái này thôi. Đó, chiều dài ở đây là 23,5 này, chiều rộng là 27,5 và vẫn bo cạnh là 2,5 cm, nó chỉ có như thế này thôi. Đấy. Mã X44 50.000 đồng cái này nhá. Em có một cái thôi. Tiếp theo là mã X45 nhá. Mã X45 có giá là 140.000 đồng. Con này thì ngắn hơn nhá. Nó cũng thiết kế giống như con kia thôi, để làm đẩy đồ, trượt đồ bên trên cho nó mượt thôi. Dài là 53,5 này, rộng là 27 này và bo cạnh như này vẫn là 2,5 cm nhá. Ở bên dưới thì anh em có thể chế thành những cái khay để đồ như thế này, rất là bóng sáng đẹp nhá. Mã X45 nhá, có giá là 140.000 đồng một cái này. Em có 2-3 cái này. Rồi tiếp theo thì ở đây thì em có những cái cánh cửa nhá, cánh cửa mã X46 này. Cánh cửa này thì là mica của nó thực dạng nâu nâu này, thực dạng tối màu này, anh em nhìn thấy không? Đấy, đây, anh em nhìn thấy nhá. Mica thực dạng là cái vàng nghệ, cái này không phải là nghệ đâu, nó thực dạng sẫm sẫm này này. Cái đoạn này là nhìn thấy nhá. Đây, nó có túi bóng đầy đủ này. Có nghĩa là cái mica này là còn rất là đẹp nhá. Không bị xước xát nhá, khi mà nó có túi bóng bọc như thế này này, nó đang còn bọc viết túi bóng ở đây thì mica rất là đẹp anh em nhá. Và cánh cửa rất là to này. Chiều dài cánh cửa ở đây sẽ là 87 cm nhá. Dài 87 này. Chiều rộng ở đây là 52,3 cm này. Chiều rộng là 52,3 nhá. Con này này vẫn đầy đủ cho anh em này. Tay nắm này và hai bản lề hai bên này. Đây. Hai bản lề một bên trên một bên dưới nhá. Tay nắm và bản lề bên trên bên dưới cho anh em nhá. Đó, vẫn có đầy đủ tay nắm và bản lề cho anh em. Độ dày cánh thì nó dày theo nhôm nhá, 2 cm này. Đấy. Cánh dài 87 anh em nhá, 87 cm, rộng là 52,5. Đấy, có tay nhôm và bản lề nhôm hai đầu cho anh em về chế cháo nhá. Đấy, tổng số lượng thì em có 4 cánh nhá, 4 cánh như này. Mã X46 anh em nhá, giá là 450.000 đồng một cánh nhá. Đây, mã X46 nó hơi nặng một chút anh em nhá. Đây. Mã X46 này, 450.000 đồng một cánh này. Anh em về sử dụng thì bóc cái ni lông của cái này ra thì cái cánh cửa rất là đẹp và rất là mới anh em nhé. Mã X46 450.000 đồng anh em nhé. Mã X46 là 450.000 đồng một cái cánh cửa. Đấy. Rồi, anh em cần hoặc là được việc những sản phẩm linh kiện như thế nào, có thể inbox cho em Huệ qua số điện thoại là 035 373 0000 anh em nhé. Đấy, video hôm nay thì em lên cho anh em một số mặt hàng như vậy. Anh em cần thì ủng hộ em Dài. Em Dài cảm ơn anh em rất là nhiều anh em nhé. Rồi, video hôm nay thì em xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.